Chào mừng quý khán giả quay trở lại với kênh Thiên Minh Holding ngày 21 tháng 2 năm 2022. Chúng tôi luôn cập nhật nhanh những diễn biến của thị trường địa ốc mỗi ngày để quý vị có thể nắm rõ hơn tình hình bất động sản hiện nay. Sau đây là những tin chính. Giá bất động sản trên đà tăng, nhiều khách hàng săn nhà sau Tết. Nhanh chóng xây dựng huyện Nhà Bè thành đô thị vệ tinh của thành phố Hồ Chí Minh. Đồng Nai kiến nghị làm hai tuyến đường sắt kết nối sân bay Long Thành. 7 điều không thể bỏ qua khi quyết định đầu tư bất động sản. Bà Rịa Vũng Tàu nâng cấp sân bay Côn Đảo để đón 2 triệu khách trên năm. Theo sau là những tin tức cập nhật khác. Thưa quý vị, mở đầu là thông tin về việc giá bất động sản chưa có dấu hiệu giảm, mặc dù thị trường chịu ảnh hưởng trực tiếp từ diễn biến phức tạp của đại dịch trong hơn 2 năm vừa qua. Thậm chí giá bất động sản tiếp tục có xu hướng gia tăng, thị trường căn hộ chung cư tiếp tục sôi động sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo CBRE dự báo, giá căn hộ sẽ tăng khoảng 3-7% tùy từng phân khúc, trong đó phân khúc cao cấp và hạng sang có thể tăng trưởng 5-7%. Đồng thời, xu hướng tăng giá sẽ tiếp tục diễn ra đối với thị trường căn hộ bán và nhà ở gắn liền với đất tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, nỗ lực của chính phủ trong kiểm soát dịch bệnh cùng các gói cứu trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sẽ là đòn bẩy kích thích khả năng phục hồi kinh tế, trong đó có thị trường bất động sản. Không quá sôi động như phân khúc đất nền, nhưng thị trường căn hộ chung cư vẫn có hấp lực với người mua ở thực, đặc biệt là các dự án đang hoàn thiện, lượng khách đi xem và xuống tiền mua nhà tăng nhiệt rõ nét so với trước đó. Đa số khách hàng là người mua ở thực, muốn tìm kiếm chốn an cư trong năm mới. Nhu cầu khách hàng hướng đến tiện ích dịch vụ đầy đủ, vị trí đẹp và đảm bảo không gian thông thoáng. Theo ông Lê Tiến Liêm, Tổng Giám đốc sàn Bất Động Sản Tân Long, với quỹ hàng khan hiếm, cộng hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước, khách hàng nhận thấy mua căn hộ thời điểm này sẽ có mức giá hợp lý hơn là tiếp tục chờ đợi. Tại thị trường bất động sản phía Tây Nam Hà Nội, người mua nhà ở thực thường chú trọng các yếu tố về vị trí, quy hoạch cũng như hạ tầng đảm bảo chất lượng cuộc sống an toàn, văn minh, cùng bầu không khí trong lành. Đánh giá của các chuyên gia bất động sản, dù thị trường nội đô đang khan hiếm nguồn cung nhưng không phải dự án nào cũng xác lập là điểm nóng trên thị trường. Bởi tâm lý người mua ngày càng khắt khe, tập trung vào dự án đang hoàn thiện, mức giá hợp lý đi kèm với chất lượng dịch vụ đảm bảo. Đối với các nhà đầu tư, bà Lê Thị Phương Lan, trưởng bộ phận tư vấn đầu tư của Savills Hà Nội khuyên nên chú ý đến tầm nhìn dài hạn trong kế hoạch của mình. Mỗi cá nhân có những mục đích khác nhau, tuy nhiên các tiêu chí cơ bản, then chốt nhất để lựa chọn là tiềm năng phát triển, quy hoạch và hệ thống cơ sở hạ tầng. Với dự án, bên cạnh vấn đề về giá cả, nhà đầu tư sẽ cần xem xét đến chất lượng của dự án, bao gồm cơ sở vật chất, các chứng nhận và tiêu chuẩn xây dựng, phù hợp cho cả mục đích ở và cho thuê. Tiếp theo sẽ là thông tin về việc Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan yêu cầu huyện Nhà Bè trong thời gian tới cần nhanh chóng hoàn thành đề án đầu tư xây dựng huyện thành đô thị vệ tinh của thành phố Hồ Chí Minh. Việc xây dựng các chương trình, kế hoạch của huyện phải gắn với đề án này. Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè về thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Năm 2021, do tình hình dịch bệnh, các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Nhà Bè bị ảnh hưởng tiêu cực. Tổng giá trị sản xuất năm 2021 ước đạt 75,87% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước là 830 tỷ đồng, đạt 69,34% dự toán. Bên cạnh đó, cũng có một số điểm tích cực như kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt 96,7%. Trong năm, huyện đã tập trung rà soát và đề xuất điều chỉnh và phủ kín các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000. Trong số các chỉ tiêu, nhiệm vụ huyện Nhà Bè đề ra cho năm 2022 có việc xây dựng đề án xây dựng huyện Nhà Bè trở thành quận. Với mục tiêu xây dựng huyện trở thành quận, Nhà Bè ước tính cần đầu tư xây dựng các trục đường giao thông liên vùng, giao thông khu vực như trục đường 15B, trục đường Phạm Hùng nối dài. Sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ làm việc với nhà đầu tư để xác định nguồn kinh phí tự nguyện đóng góp và lập báo cáo đề xuất phương án đầu tư cụ thể cho từng dự án. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan yêu cầu huyện trong thời gian tới cần nhanh chóng hoàn thành đề án đầu tư xây dựng huyện thành đô thị vệ tinh của thành phố Hồ Chí Minh. Việc xây dựng các chương trình, kế hoạch của huyện phải gắn với nội dung này. Bên cạnh đó, ông Hoan cũng đề nghị Nhà Bè quan tâm định hướng phát triển kinh tế theo hướng ven sông, du lịch phát triển văn hóa sông nước nhằm thu hút, kêu gọi đầu tư. Đồng thời tập trung cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Nối tiếp chương trình là thông tin việc tỉnh ủy Đồng Nai vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị một số cơ chế, chính sách hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế xã hội. Trong đó,
Đồng Nai mong muốn được xây dựng hai dự án đường sắt kết nối cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ngày 1 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1831 trên QĐ-TTg về việc ban hành danh mục quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025. Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có kêu gọi đầu tư hai dự án, đường sắt nhẹ Thủ Thiêm sân bay Long Thành và đường sắt Biên Hòa Vũng Tàu. Để chủ động trong quá trình kêu gọi đầu tư thực hiện hai dự án đường sắt nói trên, sớm triển khai thực hiện đưa vào khai thác kịp thời với thời gian vận hành sân bay Long Thành vào năm 2025. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện hai dự án đường sắt này. Cụ thể, đường sắt nhẹ Thủ Thiêm sân bay Long Thành dài khoảng 37,5 km, điểm đầu ga Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, điểm cuối sân bay Long Thành. Tổng mức đầu tư là 40.566 tỷ đồng. Dự án đường sắt Biên Hòa Vũng Tàu dài khoảng 65 km, điểm đầu từ ga Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, điểm cuối cảng quốc tế Cái Mép Thị Vải. Tổng mức đầu tư là 50.822 tỷ đồng. Cả hai dự án được thực hiện theo hình thức đầu tư PPP. Sau khi được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai sẽ giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo khẩn trương tiến hành lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan triển khai thực hiện, sớm đưa vào khai thác đồng bộ với tiến độ của sân bay Long Thành. Tiếp theo sẽ là thông tin về khu đất có diện tích gần 136 ha ở quận Đồ Sơn, Hải Phòng sẽ được đấu giá thực hiện dự án đầu tư và kinh doanh sân golf thuộc quy hoạch khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. Giá khởi điểm của lô đất khoảng 30,6 tỷ đồng, tiền đặt trước 6,125 tỷ đồng. Lô đất này hiện do Trung tâm Phát triển Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng quản lý. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản, Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng vừa thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thuê theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm đối với khu đất thực hiện dự án đầu tư và kinh doanh sân golf thuộc quy hoạch khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. Theo dự kiến, phiên đấu giá được tổ chức vào ngày 28 tháng 2 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản thành phố Hải Phòng. Thời gian xem tài sản trong 2 ngày 16 và 17 phần 2. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 11 tháng 2 đến 15 giờ ngày 25 tháng 2. Theo lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản thành phố Hải Phòng, giá khởi điểm việc đấu giá đã được thành phố thành lập hội đồng để thẩm định. Khu đất này có tổng diện tích gần 136 ha tại vị trí 4, đường Lý Thái Tổ, đoạn từ ngã ba khu 1, phố Vạn Sơn Lý Thái Tổ Lý Thánh Tông, quận Đồ Sơn. Trong tổng số 135,8 ha đất được đấu giá sẽ có khoảng 119 ha đất sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ và khoảng 16,7 ha đất cảnh quan mặt nước, trồng cây xanh, làm đường giao thông, đất quốc phòng. Dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng Dragon Ocean Đồ Sơn được xây dựng tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn. Quy mô dự án 480 ha với tổng mức đầu tư 25.000 tỷ đồng, được thi công trong 5 năm, từ 2019 đến 2024. Dự án đạt tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm các loại hình, trung tâm hội nghị, hội thảo, nhà ở nghỉ dưỡng cao cấp phục vụ du lịch, khách sạn 5 sao, sân golf, resort, khu phố thương mại, biển nhân tạo, bể bơi nước ngọt, bể bơi nước mặn, công viên nước, khu vui chơi giải trí, vân vân. Với đặc thù là các giao dịch có giá trị lớn, bất động sản đôi khi trở thành những quyết định tài chính quan trọng nhất cuộc đời nhiều người. Hôm nay Thiên Minh sẽ chọn ra 7 tiêu chí để giúp các nhà đầu tư cân nhắc trước khi quyết định xuống tiền vào một bất động sản. 1. Mục đích đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, trước tiên bạn nên xác định mục đích của mình. Ví dụ, đầu tư bất động sản để sở hữu một tài sản có thể tạo ra thu nhập bằng cách cho thuê hoặc bán lại với giá cao hơn, hay đầu tư mua bất động sản để đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro và có thêm các nguồn thu nhập khác. 2. Chọn chủ đầu tư. Chủ đầu tư là điều quan trọng bạn cần chú ý. Chủ đầu tư uy tín sẽ giúp đảm bảo về chất lượng, tính pháp lý và khả năng thu hút của bất động sản. Khi chọn chủ đầu tư, bạn lưu ý những yếu tố sau: năng lực, các dự án đã hoàn thiện và khả năng tài chính. 3. Phân loại tài sản. Bất động sản cũng như nhiều loại hình đầu tư khác có rất nhiều phân khúc khác nhau. Mỗi phân khúc sẽ có những ưu và nhược điểm riêng về rủi ro, lợi nhuận. Mặc dù vậy, trên thị trường hiện nay đang có 4 phân khúc cốt lõi bao gồm: nhà đất, bao gồm nhà, đất, căn hộ, chung cư, bungalow và nhà phố. 4. Thời điểm. Không nên đầu tư vào thời điểm thị trường bất động sản đang nóng, cụ thể là giá nhà đất đang lên đỉnh điểm. Vì thông thường, khi giá đang trên biểu đồ hình sin thì sẽ giảm xuống. Lúc đó,
để muốn sinh lời bạn buộc phải chờ đến khi thị trường ổn định và tăng trở lại. Vì vậy, khả năng sinh lời sẽ rất lâu và mất nhiều cơ hội. Thời điểm bán cũng là yếu tố quan trọng để quyết định lợi nhuận của nhà đầu tư. Nếu bán ra quá sớm sẽ không đạt được lợi nhuận tối ưu, còn quá muộn sẽ chỉ tốn tiền để giữ đất mà lợi nhuận thậm chí đi xuống hoặc không có. 5. Cân nhắc sử dụng đòn bẩy tài chính. Những nhà đầu tư kinh nghiệm thường không sử dụng số vốn lớn để đầu tư lướt sóng. Thay vào đó, họ chỉ có khoảng 50-70% giá trị đất, còn lại thì tìm đến nguồn vay. Tuy nhiên, khi tận dụng đòn bẩy tài chính nhờ đi vay, bạn cần đặc biệt lưu ý hai quy tắc vàng. Giá trị khoản vay không vượt quá 50% giá thị trường của bất động sản. Giá trị khoản vay không vượt quá 40% trung bình thu nhập tương lai. 6. Tiến độ pháp lý. Một trong những rủi ro khi đầu tư kinh doanh bất động sản thường đến từ mặt tiến độ pháp lý của dự án. Vì vậy, khi tham gia góp vốn vào các dự án nhà ở hình thành trong tương lai, nhà đầu tư phải nắm rõ dự án đang ở giai đoạn nào trong tiến trình hoàn thành, còn thiếu những giấy tờ cần thiết nào và năng lực tài chính có đảm bảo cho việc hiện thực hóa dự án không. Một khi nắm rõ những yếu tố đó, nhà đầu tư có đủ cơ sở phân tích và đưa ra quyết định phù hợp nhất. 7. So sánh với giá cả bất động sản cùng khu vực. Lưu ý này đặc biệt dành cho nhà đầu tư căn hộ xây dựng theo tiến độ. Căn cứ sự chênh lệch giá trị giữa giá thời điểm đang xây dựng và giá bán khi hoàn thiện của những dự án cùng phân khúc xung quanh 1 km để dự đoán mức độ sinh lời. Rất nhiều nhà đầu tư chưa nắm bắt được cơ hội, xác định sai và bỏ tiền đầu tư vào các dự án không tiềm năng. Việc đón đầu đầu tư vào những khu vực chậm phát triển là rất khó để sinh lời. Vì thế nhà đầu tư cần phải khảo sát và xem xét kỹ các vấn đề từ cơ sở hạ tầng, tiện ích, môi trường sống, dân cư sinh sống. Các yếu tố này phải đầy đủ thì bất động sản ở đây mới có tiềm năng phát triển. Theo quy hoạch, cảng hàng không Côn Đảo sẽ được nâng cấp với sân bay cấp 4C, nhà ga hành khách công suất 2 triệu hành khách năm, nhà ga hàng hóa 4.400 tấn hàng một năm và mở rộng, nâng cấp các công trình, sân đỗ tàu bay hiện hữu. Vừa qua, đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải đã làm việc cùng lãnh đạo địa phương về việc triển khai dự án nâng cấp cảng hàng không Côn Đảo theo quy hoạch giai đoạn đến năm 2030. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn cho biết, dự án đầu tư nâng cấp cảng hàng không Côn Đảo là dự án quan trọng, cấp thiết được Bộ ưu tiên đầu tư chỉ sau cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, cảng hàng không Côn Đảo đang có cơ sở hạ tầng gồm sân bay cấp 3C, cấp cứu hỏa cấp 5, tiêu chuẩn ICAO, nhà ga hành khách từ 2005 với công suất 400.000 hành khách một năm và đang chỉ có 3 hãng hàng không nội địa khai thác Vasco, Bamboo Airways, Việt Nam Airlines với 3 tuyến kết nối với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Theo quy hoạch cảng hàng không Côn Đảo đến năm 2030 được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt ngày 17 tháng 8 năm 2021, cảng hàng không Côn Đảo được thiết kế là sân bay cấp 4C, sân bay quân sự cấp 2, cấp cứu hỏa cấp 7, công suất 2 triệu hành khách và 4.400 tấn hàng hóa một năm. Cục Hàng không Việt Nam đề nghị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giao đầu mối liên hệ, hướng dẫn các đơn vị hàng không hoàn thiện thủ tục giải phóng mặt bằng, chỉ đạo các đơn vị có liên quan cung cấp thông tin về hiện trạng đất xây dựng công trình theo quy hoạch. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hỗ trợ việc thiết lập bến cảng tạm thời để phục vụ công tác vận chuyển nguyên vật liệu ra đảo. Sớm có phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng, triển khai đồng bộ dự án giao thông kết nối với sự phát triển của cảng hàng không Côn Đảo. Công ty bất động sản Knight Frank vừa chính thức thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam, đặt trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ rất nhiều người nghe đến Knight Frank nhưng không hình dung được hoạt động, dịch vụ và bề dày lịch sử của công ty này. Ngay sau đây Thiên Minh sẽ cung cấp thông tin để quý vị cùng nắm rõ. Knight Frank là tập đoàn tư vấn bất động sản độc lập lớn trên thế giới với lịch sử 125 năm hoạt động trong lĩnh vực này. Đặt trụ sở chính tại London, Anh Quốc, Knight Frank có hơn 16.000 nhân viên đang làm việc tại 384 văn phòng trên 51 vùng lãnh thổ. Tập đoàn hoạt động với mục tiêu cố vấn cho các khách hàng từ người bán và người mua đơn lẻ đến các nhà phát triển, nhà đầu tư và doanh nghiệp cho thuê lớn. Với việc vừa được thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh, Knight Frank Việt Nam Property Service sẽ hoạt động dưới sự dẫn dắt của ông Alex Green, giám đốc điều hành và là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực bất động sản. Được biết, ông Alex Green đã có nhiều năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Giám đốc điều hành Knight Frank của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông Kevin Coppell đánh giá Việt Nam là một thị trường hấp dẫn với những yếu tố thuận lợi như dân số trẻ với trình độ cao, sở hữu vị trí địa lý chiến lược trong việc hỗ trợ chuỗi cung ứng khu vực, tốc độ tăng trưởng kinh tế đáng nể,
số người giàu có ngày càng tăng và đang trở thành thị trường quan trọng đối với khách hàng quốc tế của Knight Frank. Công ty này cũng nhận định thị trường bất động sản Việt Nam vẫn phát triển nhanh chóng cùng nguồn vốn đầu tư nước ngoài đáng kể bất chấp khó khăn vì dịch COVID-19. Theo Knight Frank, vị trí quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu đã giúp thúc đẩy các ngành dịch vụ tại địa phương phát triển, dẫn đến việc giá đất công nghiệp tăng trung bình 8% mỗi năm và đối với thị trường văn phòng cho thuê đang ngày càng phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, tỷ lệ lấp đầy được duy trì ở mức 90%. Thị trường nhà ở cao cấp tại Việt Nam được cho là vẫn tiếp tục tăng mạnh khi giá căn hộ tại thành phố Hồ Chí Minh tăng trung bình khoảng 19% so với năm trước, lên mức 2.800 đô la Mỹ một mét vuông. Phía Knight Frank cho biết dịch vụ trọng tâm của công ty này tại Việt Nam là môi giới bất động sản văn phòng, công nghiệp và logistics, thị trường vốn và đầu tư cùng với dịch vụ tư vấn và nghiên cứu thị trường, nhằm hướng đến việc hỗ trợ các đối tượng là chủ sở hữu người Việt và người nước ngoài, khách thuê, nhà đầu tư trên mọi phương diện của bất động sản thương mại tại Việt Nam, đặc biệt là khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Những năm gần đây, Bình Thuận đã và đang thúc đẩy nhiều công trình giao thông trọng điểm. Trong năm 2022, tỉnh này sẽ triển khai 5 dự án cầu đường với tổng mức đầu tư 1.687 tỷ đồng. Mới đây, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh này vừa có tờ trình gửi Sở Giao thông Vận tải thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trong năm 2022. Có 5 dự án đang hoàn tất hồ sơ để đấu thầu và sẽ được khởi công trong năm nay. Đầu tiên là trục ven biển DT719B đoạn Hòn Lan Tân Hải dài khoảng 10,5 km với kết cấu mặt đường bê tông nhựa. Trong đó, tuyến chính dài khoảng 8,7 km, chiều rộng nền đường 20 m, chiều rộng mặt đường 12 m, chiều rộng vỉa hè mỗi bên 4 m và tuyến nhánh N1 dài khoảng 1,8 km. Ngoài ra, còn làm mới một cầu sông Phan với tổng mức đầu tư 663,8 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện 4 năm, trong giai đoạn 2021 đến 2025. Thứ hai là cầu Văn Thánh, thành phố Phan Thiết gồm 6 nhịp dài 174 m, chiều rộng cầu 19 m, chiều rộng phần xe chạy 15 m. Tổng mức đầu tư dự kiến 225,3 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư trung ương hỗ trợ. Thời gian thực hiện 4 năm, từ năm 2022 đến 2025. Tiếp đến là xây cầu qua tràn 2 nhịp tại tuyến Liên Hương Phan Dũng. Đường dẫn chiều dài 310 m, chiều rộng nền đường 9 m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa. Tổng mức đầu tư dự kiến 13,9 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện 3 năm, trong giai đoạn 2021 đến 2025. Dự án thứ tư là nâng cấp, mở rộng đường Bà Tá Trà Tân dài 15,1 km, chiều rộng nền đường 7,5 m, chiều rộng mặt đường 6,5 m. Trong đó có nâng cấp, mở rộng một cầu bê tông cốt thép. Tổng mức đầu tư dự kiến gần 102,2 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện 4 năm, kể từ năm 2021 đến 2024. Dự án cuối cùng là tuyến đường Tân Minh Sơn Mỹ dài 24 km. Điểm đầu giao quốc lộ 1 ở thị trấn Tân Minh và điểm cuối giao với quốc lộ 55 ở xã Sơn Mỹ. Tổng mức đầu tư dự án trên 682,2 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, 348 tỷ đồng, còn lại vốn ngân sách tỉnh. Dự kiến dự án sẽ thi công trong vòng 4 năm, tính từ năm nay. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Môn Bay Vân Đồn. Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Môn Bay Vân Đồn có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 24.883 tỷ đồng, quy mô 299,64 ha. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 24.883 tỷ đồng và được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu. Địa điểm thực hiện tại khu vực Ao Tiên, xã Hạ Long, thuộc khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng mới đồng bộ tổng thể hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng vui chơi giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Môn Bay Vân Đồn. Đồng thời đầu tư và kinh doanh đa dạng hóa các cơ sở lưu trú, loại hình lưu trú và dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí chất lượng cao, đầu tư, kinh doanh khu đô thị có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, văn minh, hiện đại. Trong đó, sản phẩm nhà ở của dự án sẽ gồm 236 biệt thự, 257 căn nhà phố nhà liền kề và 2.614 căn nhà ở chung cư cao tầng. Dự án có quy mô khách lưu trú khoảng 3.000 người ngày và quy mô dân số là 9.800 người. Diện tích thuộc phạm vi dự án là 299,64 ha, trong đó diện tích đất liền là 279,54 ha và diện tích khu vực biển là 20,1 ha. Thời hạn hoạt động của dự án tối đa 70 năm.
tiến độ thực hiện dự án trong vòng 9 năm, tính từ quý 2 năm 2022 đến hết quý 4 năm 2030. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh được giao chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Dự án có quy mô khách lưu trú khoảng 3.000 người một ngày và quy mô dân số là 9.800 người. Diện tích thuộc phạm vi dự án là 299,64 ha, trong đó diện tích đất liền là 279,54 ha và diện tích khu vực biển là 20,1 ha. Màu trắng thường đại diện cho sự sang trọng, lịch thiệp và sạch sẽ, vậy nên không khó để tìm thấy những căn hộ chọn nội thất màu trắng làm chủ đạo. Hãy cùng Thiên Minh khám phá căn hộ nhỏ xinh có diện tích chỉ 25,6 m2 với tông màu trắng tinh tế, nhã nhặn và không kém phần hiện đại sau đây. Căn hộ này tuy có diện tích nhỏ nhưng lại có cách bài trí hợp lý với phòng sinh hoạt và ăn uống kết hợp, một phòng ngủ và một văn phòng làm việc đầy đủ tiện nghi. Các bức tường được phủ trắng và sàn gỗ sáng mang lại cảm giác sạch sẽ, tươi mới và thoáng đãng dù không gian là không lớn. Điểm cộng cho không gian nhỏ này chính là cách bố trí đồ đạc của gia chủ. Phòng khách vừa là nơi làm việc vừa có thể thư giãn với chiếc ghế bành to. Trong khi đó, chiếc cầu thang cuốn lên gác lưỡng giúp tiết kiệm không gian cho ngôi nhà một cách hoàn hảo nhất. Bên cạnh đó, phía sau cầu thang là một chiếc kệ sách không hề nhỏ, tha hồ để bạn có thể đặt hàng tá sách lên đó. Cũng trong không gian ấy, phòng bếp nhỏ nên gia chủ vẫn có thể thiết kế một bàn ăn cho hai người. Phía cuối tường là bồn rửa và kệ bếp, nhìn rất tây, trong khi kệ tủ ốp gỗ màu tối tương phản với màu trắng chủ đạo căn nhà tạo nên điểm nhấn. Trong khi đó, nhà vệ sinh được thiết kế khá thoáng và rộng dù nhóm thiết kế đã tách biệt phòng tắm và vệ sinh. Chất liệu phổ biến sử dụng trong phòng tắm là đá granite và kính, với tông màu trắng kết hợp xám tạo nên sự sang trọng không kém ở những khách sạn. Phòng ngủ nằm trên gác lửng với chiếc rèm màu xám và tủ quần áo bằng kính tăng thêm sự sắc nét cho căn phòng. Nhìn chung, cách bố cục hợp lý cùng cách phối tông màu cho ngôi nhà khá hoàn hảo đã mang lại một không gian thật ấm cúng, phù hợp cho những người sống độc thân hay những cặp đôi mới cưới. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi những tin tức nóng bỏng cập nhật thị trường bất động sản của kênh Thiên Minh Holding. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.